Ok. Hey, L-O-U. And well, well, well. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Nhưng mà không phải ai mình cũng bừa bãi và cà kẹt nhiều quá. Hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, dù cho đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám. Và phải thật bình tĩnh, nhưng chờ đừng có tham nha. Có những phút suy tư thật xa xăm, những ước muốn tâm tư tuổi 18. Thế giới mới bao la ở ngoài kia, nắng hay mưa giông chờ ta. Sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, thấy hết những tâm tư mình chôn giấu. Nếu biết trước yêu ai vào ngày mai, đúng sai sẽ không nhận ra. First time, lần đầu được ngồi bên em, yeah. This is my first time, lần đầu được chạm môi, la 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 la. My first time, lần đầu được cầm tay em. Mà